Đấy, vâng các bạn nhé, thì ở cái video trước ở vườn chú Thời thì giới thiệu là các bạn cái tác phẩm là xanh dáng làng rất khủng, rất đẹp, và một sắc tác phẩm xanh gọi là cái xanh gì mình lại quên rồi nhỉ? Xanh Văn Giang. Không, cái xanh tác phẩm đây này chú. Đây này chú ơi, đây tác phẩm đây này. Đây là Giáng Long Bát Lão. Giáng Long Bát Lão đấy các bạn nhé. Mình xin lỗi các bạn, nhiều lúc mình hay quên quá. Thì vườn chú nhiều tác phẩm thì nhiều quý vị khán giả quay là muốn là mình review kỹ từng cây một, đấy, giới thiệu từng cây một để cho các bạn là biết cái thông tin chi tiết nó dễ hơn, đấy, các bạn dễ giao lưu hơn. Đấy nhá các bạn nhé, thì ở tiếp tục ở cuốn video này tôi sẽ giới thiệu các bạn là ba tác phẩm này. Đa số đây cây này cũng cây trực dáng làng nhỉ, chú nhỉ? Đấy nhá, thì bây giờ là chú giới thiệu các bạn qua về cái này được không ạ? Rồi. Đây là của chú đây coi là nó có mấy tác phẩm này. Nhưng mà điển hình cái cây này coi là cũng từ tay mình coi làm ra, coi trồng ra. Thế mà đồng thời mình làm ra coi mà như cái tác phẩm này. Vâng. Thế bây giờ vừa rồi coi cái đầu năm là coi là cuối năm ngoái. Vâng. Thì chúng tôi có tuốt lá đi và coi cũng chỉnh sửa. Thế kể cả các cái này coi nhìn nó tay thì là tán. Rồi các cái bông hoa, bông của nó trông nhìn coi là rất là sắc sảo. Vâng. Cây này là về vườn chú tầm bao nhiêu năm rồi ạ? Nó khoảng là 20 năm nay rồi. Vâng. À thế là cùng về cùng cái loạt này. Đấy, hết cùng à? Loạt hết. À, vâng. Nhưng mà trước kia còn nhiều cái chỗ trước nữa, coi mình cũng giao lưu và cũng là giao lưu với anh em đồng đội rồi. Vâng. Đấy, coi như là còn lại coi như là sau khi coi về đến gia đình nhà đây thì coi như là một thời gian thì coi như là cây nó giãn đoạn đi. Vâng. Nên nó trầm xuống. Trầm xuống là bây giờ là mình gia đình nhà coi còn một số cái tác phẩm này nữa thì coi như là nó gắn bó với mình. Đây vâng. Tôi thấy cái tác phẩm này của chú rất là đẹp. Một tác phẩm cây trực dáng làng đây các bạn này. Cây này về vườn cũng 20 năm rồi chú nhỉ. À. Cây này cũng bẹ rất là đẹp. À. Trước một thời cao điểm mà cây này khoảng tầm bao tiền chú? Cây này trước cây này nó phải 40. Và bây giờ là giao lưu chắc tầm tầm khoảng bao tiền chú nhỉ? Khoảng trên dưới 20 thôi. Vâng. Mình coi là nói chung là nó bây giờ nó thì để bây giờ mình già cả quay làm nó cũng được. Vâng vâng. Muốn để coi giao lưu cho anh em coi là cho nó. Đây một cây xanh. Cây này tổng chiều cao là phải gần 2 mét đấy chú nhỉ? Vâng, cao phải 1m8 ấy. 1m8. Tán thì cũng gần 2 mét đấy. Tán thì coi 2 mét có dư. Vâng. Đây riêng cái chậu này coi là 2 mét. Vâng. Đấy thì tôi quay qua cái tác phẩm này rồi nhé các bạn nhé. Đấy tay cành cây rất đẹp. Cây này tôi nhìn thấy rất là ưng này. Thế chú ơi, cây này mà chú giao lưu với các bạn tầm bao nhiêu tiền tác phẩm này nhỉ? Bây giờ coi là cây nó cũng rẻ, coi là mình chỉ gọi trên 20 rồi. Vâng vâng. Trên dưới 20 triệu. Vâng vâng. Vì là con nó không muốn bán cho bán đâu, nhưng mà coi là mình bảo giờ cái tuổi cao cho mình à. Bán đi để thêm cái đồng ra đồng vào để nước lôi các thứ sinh hoạt để đi cái, giao lưu. Cái căn bản là bán cây thì anh em cùng chơi cây giao lưu được cây là sẽ vui vẻ chú ạ. Đấy cháu cũng thấy là chơi cây là anh em phải giao lưu nhau với sướng đấy cây nhé các bạn nhé. Cây tác phẩm rất là đẹp đấy, có khi là tôi sẽ lấy cái cây này làm ảnh lèn này các bạn này. Đấy à, chú cười tươi cho cháu cái nhá. Đấy nhá, tôi sẽ lấy cái này ảnh lèn. Đấy nhá, cây này là giao lưu thì chú báo giá sát sát một chút nhé, báo giá ở bán đấy, luôn đấy. Đấy là thực tế. Vâng. Đấy tôi thấy hợp lý. Tối đa coi là thấp nhất. Vâng. Đấy chứ không thì tôi không phải rước giá lên bây giờ. Đấy, các bạn nhá, cái một tác cây của nó rất là một tác phẩm như này. Giá rồi. Một tác phẩm này chỉ tầm 20 triệu. Vâng. Mình thấy khá hợp lý. Chứ không nhiều lúc cái cây mình thấy hàng trăm triệu mình cũng thấy nó căng. Vâng. Đây chú giới thiệu các bạn một cái cây bên trong ạ. Rồi. Đây các bạn nhé, một tác phẩm đây cũng là xanh dáng làng hết rồi chú. Đây cũng là xanh dáng làng. Cái là đây cũng là một cái tác phẩm của gia đình nhà coi là trước kia coi là mình coi là nó cũng cứ cho các cái này hôm trước chú cũng làm cuốn rễ ở đây luôn cho đẹp. Rễ vào đây thôi. Và đây nhá, tôi sẽ quay kỹ tay tán này. Thế là đợt trước là chú lấy một loạt này là xanh Văn Giang hết đúng không? Xanh Văn Giang. Vâng. Và trước cho thấy đa trước số kia nó chưa có được nhiều đẹp như này đâu. Bởi vì trải qua những năm tháng cùng về với mình thì coi mình sẽ tạo dáng và tạo lúc trước là đa số là mua phôi đúng không? Mua phôi thôi. À. Cái quan trọng là mình coi là tạo lên được như cái này thì coi mà. Đấy các bạn tay cành để làm ra một tác phẩm này cũng không phải thời gian ngắn các bạn nhé. Đúng nó rồi. Phải hàng chục năm trở ra. Là tự tay mình làm ra chứ không phải là bảo phải đi thuê thợ thuê thầy. À thế là ý là bây giờ những cái tác phẩm ở đây là đa số toàn một tay chú làm lên hết ạ. Toàn tay mình là tự tay mình làm. À. Tất cả toàn bộ cái vườn này coi mình làm. Đây. Một cây dáng làng cây này cao cũng 2 mét chú nhỉ? À. Tán cây này phải 3 mét đấy. Rộng phải 3 mét. Tán rộng phải 3 mét các bạn. À. Đấy.
Thì các bạn thông cảm nhé, bên trong này nhà chú đợt này nó hơi hơi chật một chút nên là nhiều lúc quay không được cả cây, nhưng mà mình sẽ quay kỹ chi tiết cho các bạn xem một cách tốt nhất cho các bạn, để các bạn để ý cho nó thuận tiện hơn này. Ô, cây này nó lại búp đỏ đỏ chú nhỉ? Vâng, kiểu nó muốn ra lõn, ra tơ của nó mình mới cắt tỉa. Vâng, thế cái tác phẩm này mà chú giao lưu với các bạn một tác phẩm xanh dáng làng này thì tác phẩm này bao nhiêu tiền chú nhỉ? Cũng trên dưới như thế, quay cứ các cái giá quay nó sàn sàn với nhau. Vâng. Thế thì chúng tôi quay ưng cái cây nào thì chúng tôi quay xử lý cây đấy. À vâng. Thế còn nên xuống hay không thì quay là phải tùy vào khách hàng và tùy vào các bạn yêu thích nói không. Bây giờ là những cái tác phẩm ở vườn này, trừ cái tác phẩm ở cái video trước là bát long tiên kia, mấy cái tác phẩm dáng làng to kia là 40-50. Vâng. Còn đâu là trung bình cứ 20. Trung bình cứ 20 trở lại. À vâng. Trên dưới 20. Khá hợp lý các bạn nhé. Đấy, tôi thấy chú báo giá khá hợp lý. Vâng. Đây chú xem giới thiệu các bạn một cái tác phẩm tác phẩm này cho cháu thấy. Rồi. Alo, cái tác phẩm này đã chú nhỉ? Vâng. Đây cái tác phẩm trực này chú nhỉ? Vâng. Cháu thấy cái phẩm trực lại khá hay này. Đấy. Đây cũng là trực làng đây. Vâng vâng. Cây trực. Cây này mà quay ra đặt một giữa không gian thì cũng rất là đẹp các bạn nhé. Quá đẹp, đấy. Quá nét. Bởi vì đây nó vướng cây, vướng cảnh quá nên là các bạn đây. Chưa. Đây cái bệ của nó các bạn nhé. Cây này đa số cây về vườn này trước là đã phôi đã to như này rồi, mà đã trước đấy rất lâu rồi, mà về vườn đây được 25 rồi. Toàn tự tay mình làm lấy. Vâng. Đây bởi vì nó chật quá cho nên là trong một số cái gãy nó vâng, vâng. Bị coi là bỏ đi đấy. Nhưng cây này coi là hồi đâu nó khoảng là tháng nữa rồi coi nhìn lại khác ngay. Vâng vâng. Đây nha, tôi sẽ quay kỹ cây tay tán cho các bạn xem. Đấy, quay từ dưới rồi lên coi như vâng. Này coi là... bởi vì tầm này nó đang có lá, nó nếu mà quay dăm không thì dễ, nhưng tầm này đang có lá mình quay từ dưới lên là nhìn sẽ rõ cái tay cút của nó hơn này. Dăm về tầm tháng 11 quay mà cắt dăm đi. Vâng đấy. Để tầm cuối năm cắt dăm đi thì nhìn nó nguyên tác phẩm thì các bạn mới nhìn rõ tay tán được. Thế là tác phẩm này chú giao lưu là cũng tầm giá như thế ạ. Tầm giá cả này nó phải trên 20. Vâng vâng. Cây cũng rất là già rồi nhỉ. Già rồi. Đấy cái tác phẩm ở video trước mình quay các bạn ở đấy. Tác phẩm 40-50 xứng đáng với tác phẩm rất là lâu rồi, mấy chục năm rồi mà lại tạo tán được như thế kia nữa thì đấy. Thì các bạn nhé, thì địa chỉ chú đọc lại cái địa chỉ của chú cho các bạn được không ạ? Địa chỉ của tôi là số điện thoại là 0966 vâng. 059 516 vâng. Quê quán là Đỗ Xá, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh vâng. Đấy, thì rất mong quay là kênh bonsai Yên Vũ của mình. Vâng. Đấy, mong là các bạn coi là cố gắng đến thăm gia đình. Vâng, và anh em mình coi là chú cháu mình vâng. Giao lưu với nhau. Vâng, vâng. Để coi làm sao là cây của mình hoặc là tên tuổi của mình coi được đứng trên cái khuôn viên cũng như là vâng. Của cái kênh của mình. Để cho các bạn biết là cây cảnh ở khu vực đất Bắc Linh chúng tôi đúng không? Rồi. Đấy các bạn nhá. Rồi. Ba cái tác phẩm này. Thì tôi cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh nhé. Đấy, thì cháu cảm ơn chú nhé. Rồi, xin cảm ơn nhé. Đấy thì hai cuốn video thì mình giới thiệu một số cái tác phẩm tương đối ở vườn nhà chú. Thì giá chú cũng đã báo rồi nhé, số điện thoại có, địa chỉ có. Các bạn mà ngại đằng xa các bạn có thể alo trực tiếp với số điện thoại ở trên kênh của mình. Thì sau đó là mình sẽ dẫn tới nhà chú nhé. Mình cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt các bạn nhé. Đấy, cháu chào chú nhé. Xin chào. Vâng. Cảm ơn.